Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kẻ thủ ác khoác áo học trò. Khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 10, một người dân thôn Mỹ Liên là ông Mai Thành qua nhà cụ Lang để nhờ cụ đi cúng miếu thì thấy nhà đóng cửa. Ông Thành nhìn qua khe cửa sổ thì thấy cụ Lang nằm lặng, trên người và dưới nền nhà có nhiều vết huyết. Ông Thành hô hoán mọi người chạy đến phá cửa. Vào bên trong thì thấy cụ Lang đã bị sát hại một cách dã man. Thông tin về sự ra đi của cụ Lang được cấp báo đến cơ quan công an. Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Quảng Nam cho biết, kết quả khám nghiệm đại thể cho thấy nạn nhân Mai Văn Lang bị xiên 8 nhát bằng vật sắc nhọn cùng hơn chục vết cứa. Từ các dấu tích trên người nạn nhân, cơ quan điều tra nhận định hung thủ gây án có thể là người già, phụ nữ bởi các vết xiên nông, lực yếu. Do cụ Lang không có mâu thuẫn gì với ai, nên ngay từ ban đầu, cơ quan công an nhận định nhiều khả năng hung thủ quen biết cụ Lang. Biết cuối mỗi tháng, cụ Lang có nhận lương hưu nên làm hại cụ để cướp số tiền này. Ngày 30 tháng 10, hàng chục đối tượng nghi vấn, chủ yếu là thanh thiếu niên ở thôn Mỹ Liên, có tiền án, tiền sự và biểu hiện vi phạm pháp luật, được cơ quan điều tra triệu tập để lấy lời khai. Nhưng manh mối về hung thủ vẫn chưa xuất hiện. 14 giờ trưa cùng ngày, một nhóm điều tra viên qua nhà của Nguyễn Thức, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, xã Đại Nghĩa. Vì Thức được nhận xét là lễ phép, hiền lành, không nằm trong diện danh sách đối tượng nghi vấn do công an thôn và xã cung cấp, nên không bị triệu tập lấy lời khai ngay từ đầu. Tuy nhiên khi vừa nghe một cán bộ công an lên tiếng hỏi, thằng Thức đi đâu rồi? Bà An, mẹ của Thức có tiền sử bệnh tim, bỗng nhiên té xỉu. Với linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên nhận định có thể Thức chính là hung thủ gây án và mẹ của Thức đã biết việc này. Ngay lập tức, các điều tra viên đến trường Trần Hưng Đạo, nơi Thức đang học. Tại đây, các điều tra viên phát hiện trên cổ Thức có một vết chảy xước còn rất mới. Tại cơ quan điều tra, sau một hồi quanh co, chối tội, cuối cùng Thức đã thừa nhận tất cả hành vi lấy mạng người và cướp tài sản của mình. Hắn đã làm hại cụ Lang để cướp tiền tiêu xài. Thức khai nhận khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 10, ông Nguyễn Chín, ba ruột Thức, nhờ Thức sang nhà ông Lang xin thuốc lá về hút. Khi đến nhà ông Lang, Thức thấy ông Lang đang ngủ trên giường. Thức lại bên giường ông Lang để tìm thuốc lá, thì phát hiện chiếc ví của ông Lang dưới gối. Lúc này, Thức nảy sinh ý định trộm ví để lấy tiền chơi bia và mua quà vặt. Thức liền nảy sinh ý định lấy tiền tiêu xài. Vậy là Thức vào nhà cụ Lang. Thức bước lên giường để lấy chiếc ví, nhưng bị ông Lang phát hiện và chống cự. Cụ Lang bừng tỉnh, xô Thức ngã xuống đất, rồi cố vùng dậy. Ngay lập tức, Thức chạy đến bên tủ để tivi, lấy vật dụng sắc nhọn để trên tủ, rồi bắt đầu ra tay liên tiếp, khiến ông Lang gục xuống trên giường. Sau khi lấy mạng cụ Lang, Thức lục lọi lấy chiếc ví trong túi nạn nhân và mở tủ tìm kiếm, nhưng không được đồng nào vì cụ Lang chưa nhận được lương. Sau khi rời khỏi hiện trường, đối tượng vứt hung khí bên hè nhà nạn nhân rồi ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, quay trở về nhà. Hôm sau hắn vẫn đi học bình thường. Một ngày sau, Thức bị cơ quan điều tra công an tỉnh bắt giữ. Trước khi hung thủ tra tay vào chiếc còng số 8, thầy cô bạn bè của Thức và bà con hàng xóm ở thôn Mỹ Liên không thể nào tin Thức là hung thủ lấy mạng người. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Thức tuy là bột phát nhưng bắt nguồn từ việc đua đòi, muốn kiếm tiền bất chính, xem nhẹ mạng sống của con người. Gia đình cụ Lang vô cùng đau khổ trước sự ra đi bi thương của cụ. Nhưng cha mẹ của Thức đau khổ không kém, bởi vì từ hành vi tội lỗi của đứa con, họ không dám ngẩng mặt nhìn bà con xóm giềng. Người thương binh xấu số. Sau khi vụ án mạng đau lòng xảy ra, những người dân thôn Mỹ Liên, xã Đại Nghĩa,
huyện Đại Lộc, Quảng Nam vẫn xôn xao về sự ra đi của cụ Mai Văn Lang, 87 tuổi. Con cái nghèo khổ phải xa xứ mưu sinh, nên cuối đời cụ chỉ là những ngày tháng cô quạnh. Đến lúc thấy sức đã kiệt, lực đã tàn, cụ Lang lặng lẽ tự chuẩn bị hậu sự. Nhưng điều trớ trêu chẳng ai ngờ, cụ không ra đi vì tuổi cao, sức yếu, mà phải ra đi oan ức dưới bàn tay của một đứa mới học lớp 9 ở cạnh nhà. Khi biết cụ Lang là nạn nhân của một vụ án mạng, cướp của, người dân Mỹ Liên và các thôn lân cận hết sức ngỡ ngàng. Bởi lẽ thường, kẻ trộm cướp phải nhắm đến những gia đình khá giả, có của ăn của để. Đằng này, cụ Lang lại là một thương binh, chỉ còn một cánh tay, đã mất sức lao động và nghèo nhất thôn. Sống một mình nên cụ lo xa, số tiền trợ cấp chế độ thương binh khoảng 1,7 triệu đồng mỗi tháng. Cụ không dám tiêu hết mà trích 300.000 gửi cho người cháu họ giữ dùm, phòng khi đau ốm. Phần còn lại cũng chỉ đủ để cụ ăn uống, tàn tiện qua ngày và dành cho việc lễ nghĩa, dỗ chạp. Nhiều lúc đến cuối tháng mà vẫn chưa có lương, cụ phải mua chịu gạo, mắm. Những khi đau ốm không tự nấu cơm, cụ cố lết đi ăn cháo, xong mua đùm 400 ngàn về ăn trưa chứ chẳng sung sướng gì. Điều đó cả làng đều biết. Nơi trú ngụ của cụ Lang là một căn nhà tình nghĩa, bên trong tuềnh toàng. Đáng giá nhất là chiếc tivi nội địa cũ kỹ mà có cho chưa chắc đã có người nhận. Ngoài ra còn một chiếc xe đạp dỉ xét mà đứa cháu ngoại xấu số để lại cách đây đã gần chục năm, chỉ đáng giá vài chục ngàn. Tên trộm xa lạ nào túng quẫn, lỡ lọt vô nhà cụ thì cũng lắc đầu mà bỏ đi. Chứ sát hại cụ thì cướp được gì mà tội càng thêm nặng. Thế mà cụ bị lấy mạng dã man với gần 20 vết thương. Hung thủ đã lấy đi của cụ chiếc ví mà công an nay đã xác định trong đó chẳng có đồng nào. Anh Huỳnh Công Dũng ở cạnh nhà cụ Lang cho biết, cụ có 4 người con nay cũng đều lên chức ông, chức bà. Do cuộc sống khó khăn, 3 người con đầu phiêu dạt tận Đồng Nai, Đắk Lắk để mưu sinh. Do nghèo khó nên nhiều năm mới về quê một lần. Chỉ có người con gái út là chị Đông lấy chồng trong tỉnh nên một đôi tháng có về thăm cha, lo cho cụ bữa cơm, miếng cháo. Biết con cũng cơ khổ, cụ Lang không bao giờ ta thán vì sợ con buồn. Nhiều lúc đau ốm phải đi bệnh viện nhưng cụ dặn hàng xóm giấu không cho con biết. Lúc khâm liệm cụ, xóm giềng tìm thấy mấy bộ đồ mộc mạc nhưng sạch sẽ được xếp thẳng nếp để trong góc tủ. Đây là những tấm áo trước đó các con may tặng nhưng cụ để dành cho đến khi ra đi mới mang. Với những hành vi phạm tội không thể nào tha thứ được, ngày 2 tháng 7 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thức, 16 tuổi, trú thôn Mỹ Liên, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, 10 năm tù về tội sát hại người, 1 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chịu là 11 năm tù. Ngoài ra, gia đình Thức phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân hơn 31 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.